YouTuber xỉ vả tam tòa thánh mẫu, khoe được đức thánh Trần Quỳ lạy. Lợi dụng dịch bệnh để truyền bá mê tín dị đoan sẽ bị xử lý như thế nào? Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết trong bản tin an ninh trật tự, mời quý vị cùng theo dõi. Tài khoản YouTuber Thầy Long đã đăng tải nhiều video xỉ vả tam tòa thánh mẫu và khoe được đức thánh Trần Quỳ lậy xin bốc lại bắt hương. Toàn bộ hệ thống ở bên trên là hội đồng tối cao tam tòa thánh mẫu tôi chỉ thờ dưới đây. Những video này được đăng tải trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly trong dịch Covid-19. Cụ thể những nội dung trên có trong video. À, thầy cho tôi lại xuất phát vào thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã thấy. Ý ạ? Tôi đang quay lại Sài Gòn để cố gắng đưa lưu hương về vị trí ban đầu vào ngày mùng 10 tháng 9. Hình phạt cho tam tòa thánh mẫu đang ngày 15 tháng 9. Các video có hình chủ tài khoản ngồi trong xe ô tô hoặc ở một địa điểm ngoài trời. Các hình ảnh đều được quay ở cự ly gần, không có toàn cảnh. Vì thế không thể xác minh được lộ trình hay địa điểm mà người này nói trong video có đúng hay không. Chẳng hạn có video người này lái xe, có khoe mình đang đi vào thành phố Hồ Chí Minh để tới tượng đài Trần Hưng Đạo để bốc lại bát hương trước đây đã bị di rời. Cũng có hình ảnh thầy Long đang đi cùng một người khác bốc bát hương ngoài trời. Tuy các hình ảnh không xác định được rõ ràng trong video, song thầy Long nói rất rõ ràng về vị trí cũng như công việc mình làm. Tôi đang có mặt ở chân tượng đài Trần Hưng Đạo. Hôm nay đích thân tôi sẽ bốc bát hương, linh vị của Trần Hưng Đạo. Tôi đang ngồi trên xe cứu hộ, đang về Sài Gòn. Người này cũng dùng những câu để xác định vị thế cao thấp giữa mình với Đức Thánh Trần, đó là Và các bạn muốn nói gì? Hãy nói hết đi! Tôi là người chỉ... Lệnh triệu tập quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương về giá ngự. Bản vương nhắc lại trọng trách của người là để mọi người biết được sự hiện diện của tâm linh và của người ở thành phố này, để rồi các cấp lãnh đạo của thành phố sẽ phải có động thái nhất định để đưa tất cả về vị trí ban đầu, Trần Hương Đạo nhận chỉ. Người này còn nói, đích thân Trần Hương Đạo cưỡi ngựa ở phương Nam Phi về gấp gáp và quỳ tấu cầu xin tôi quay lại để can thiệp về chiếc lưu hương ở quận nhất đã bị di rời, bị đốt cốt đi rồi. Thầy Long còn tuyên bố, thứ nhất... Tôi sẽ làm clip sao cho tác động đến lãnh đạo thành phố. Thứ hai, cũng cố làm các động tác vừa trần vừa âm để Lưu Hưng hồi phục về cho cốt, để Trần Hưng Đạo được quay lại, chấn giữ tiếp tục. Những lời lẽ của YouTuber này đã khiến cho nhiều người phẫn nộ. Nhiều câu hỏi đặt ra: Tại sao khi thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức cách ly nghiêm ngặt mà lại có thể ra vào thành phố tới một địa điểm công cộng như tượng đài Trần Hưng Đạo như ở chỗ không người? Đáp lại, YouTuber này nói trong video cộng đồng anti-fan ồn ào việc tố cáo tôi đi lại không giấy tờ. Các bạn chú ý thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh, một con kiến cũng không chui lọt trong thành phố. Tôi to gấp nghìn lần con kiến, xe tôi to gấp vạn lần con kiến, thế mà tôi vẫn vào được. Và tôi nói thêm điều này, vào thành phố Hồ Chí Minh thứ nhất, xe của bộ, thứ hai có lệnh ở trên, vậy thì theo các bạn, tôi vào bằng cách nào? Về việc ở tượng đài, người này nói, ra tận chân tượng đài, lúc tôi làm việc có lúc tôi làm việc còn có mấy tổ công tác đứng xung quanh đấy cơ. cũng vì lý do anti fan này người này quyết định xử phạt tam tòa thánh mẫu tại điện của mình. với tam tòa thánh mẫu, lời lẽ của người này là triệu tập tam tòa thánh mẫu về tại bảo điện nhất thánh chỉ. các người quản lý căn số nhất được gọi tên lần lượt là mẫu đệ nhất quản lý căn số trần giang. Mà để lý do phạt là do quản lý căn số không nghiêm để người theo mẫu trở thành anti fan của mình một đơn tố cáo những hành vi này đã được phó chủ nhiệm trung tâm bảo tồn đạo mẫu việt nam ông đặng ngọc anh gửi tới ban tôn giáo chính phủ bộ văn hóa thể thao du lịch cục an ninh văn hóa bộ công an và các tòa báo theo đó ông anh tố cáo ông lương gia long tự xưng là thầy long về việc có những hành vi báng bổ xúc phạm nặng nề đến ba vị mẫu đứng đầu tín người thờ mẫu tam phủ cũng như xúc phạm anh hùng dân tộc trần hưng đạo Ông Anh cho rằng sự xúc phạm hạ thấp với anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo là đi ngược lại với lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Thậm chí hành vi này còn được xem là hành động phản quốc, cần được pháp luật nghiêm trị. Bên cạnh đó, hành vi ném bài vào mặt ba vị mẫu đáng kính bậc nhất trong đạo mẫu cũng thể hiện sự xúc phạm và phỉ báng tín ngưỡng. Ông Ngọc Anh cũng nêu vấn đề tại sao những dấu hiệu vi phạm pháp luật về công tác phòng chống dịch COVID-19 được công khai trên mạng xã hội, như nhưng đến nay vẫn chưa thấy sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia cho rằng, hiện tượng phỉ báng anh hùng dân tộc Trần Hướng Đạo cũng như tín ngưỡng thở mẫu là việc vi phạm luật tôn giáo tín ngưỡng. Hành vi này nếu không được xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh văn hóa của đất nước, đặc biệt là khi tín ngưỡng thở mẫu đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cũng cho biết khi nhận được đơn, hội sẽ lên tiếng về việc này, đồng thời sẽ làm việc với Ban tôn giáo chính phủ về hiện tượng xúc phạm tôn giáo, văn hóa. Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang hoành hành, tính từ đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ ngày 27 tháng 4, cả nước đã có 672.592 ca mắc, có 445.594 ca đã được chữa khỏi, Riêng thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 19 tháng 9, số ca mắc COVID-19 được công bố là 326.795 ca, số ca chữa khỏi là hơn 166.564 người. Vừa qua trên mạng xã hội YouTube xuất hiện tài khoản Lương Gia Long tự nhận mình là Ngọc Hoàng Đại Đế xuống trần gian để cứu nhân độ thế. Trong đoạn clip, ông Long cho rằng sau khi vợ chồng ông ta rời thành phố Hồ Chí Minh thì tại địa phương này các chỉ số, trong đó có chỉ số tử vong vì dịch Covid-19, giảm đến mức tối thiểu trong tháng vừa qua. Người này cũng nói Sẽ là vào làm việc, cố gắng làm việc với ủy ban thành phố để tôi đưa lưu hương uh, cũ về việc ông Long tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế từ cõi trên xuống để chấn yểm nhằm giảm đại dịch Covid-19. Hành vi của ông Long có phải là đang truyền bá mê tín dị đoan hay không? Hành vi này phạm tội gì và bị xử lý ra sao? Ngoài ra, ông Long cho rằng đã cùng học trò đi xuyên Việt để hành nghề từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng ông này không bị cách ly thì phải xử lý như thế nào? Trước hết phải khẳng định, pháp luật nước ta ghi nhận và bảo vệ quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mỗi người dân. Mỗi công dân có quyền tự do theo hoặc không theo bất cứ một tôn giáo nào. Đồng thời, pháp luật ghi nhận quyền bình đẳng giữa các tôn giáo với nhau. Tuy nhiên cần phải phân biệt giữa quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng với việc tuyên truyền truyền bá mê tín dị đoan. Trên thực tế ranh giới giữa hai vấn đề này rất nhỏ. Có thể hiểu mê tín dị đoan là các hành vi như bói toán, đồng bóng, yểm bùa, gọi hồn hay các hành vi mang hình thức mê tín, dị đoan, tin vào một điều không có căn cứ, không có cơ sở khoa học một cách mù quáng. Nhiều tôn giáo cũng tin vào những điều không có thật, hư cấu nên việc phân biệt giữa hai vấn đề này rất khó khăn. Pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mỗi người, nhưng pháp luật cũng xử phạt đối với những hành vi hành nghề mê tín dị đoan làm thu nhập kiếm sống bất chính hoặc lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi tùy vào mức độ mà có thể xử lý hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan theo hai phương thức hành chính và hình sự. Những gì thể hiện trong loạt clip đăng tải trên tài khoản YouTube mang tên Lương Gia Long đã thể hiện người này đang hành nghề mê tín dị đoan. Những hành vi của nhóm ông Long không phải là tự do tín ngưỡng mà là truyền bá mê tín dị đoan dựa trên những điều vô căn cứ như xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, xem bói tâm linh và còn có hành vi hăm dọa ỉm bùa, chấn yểm những người phản đối ông ta. Về hình thức xử lý, căn cứ theo điểm G khoản 3 điều 5 Nghị định 167-2013 NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực, thì phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo kích động người khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài ra nếu hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan kéo dài liên tiếp và được coi là hành nghề tạo thu nhập chính và có các dấu hiệu khác như bị xử phạt vi phạm hành chính, đã bị kết tội chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể tại điều 320 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội hành nghề mê tín dị đoan có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm nếu có các dấu hiệu như làm chết người, thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Về việc ông Long khoe mình cùng học trò đi xuyên Việt để hành nghề thì cần phải kiểm chứng, ông ta đã đi từ đâu đến đâu, đi với những ai, bằng phương tiện gì, sử dụng giấy tờ gì để thông chốt, có vào vùng đang cách ly phong tỏa hay không, tiếp xúc với ai và có làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 hay không. Nếu có, các cơ quan chức năng phải xem xét xử lý nghiêm hành vi này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tài khoản YouTube Lương Gia Long, tên thật là Nguyễn Gia Long, sinh năm 1979, ngụ đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người này còn có tên khác là Lương Chính Khang. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.